Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì trong cái video hôm nay xin giới thiệu tới các bác và tới các bạn là một cái thang thuốc có tác dụng là chữa cái bệnh lúc nóng lúc lạnh. Ngoài cái bệnh lúc nóng lúc lạnh ra thì còn có các bác có thể cảm thấy người ấy, nó có một số cái chứng bệnh như là đây, để cái thang thuốc này coi nhé. Các bác có thể để gần cho bác xem rõ hơn đây. À, thì ngoài ra thì các bác có thấy là cái thang thuốc ấy, nó còn có tác dụng là chữa những cái bệnh, một là thứ nhất là lúc nóng lúc lạnh trong người này, thứ hai nữa là các bác có thể cảm thấy nó đau ở hai cái bên cổ gáy này, người có thể đau ở xương sống, cũng có thể là đau đầu. Ngoài ra các bác có thể thấy nó sợ lạnh, sợ lạnh rồi sợ lạnh bằng cách là các bác có thể không tắm được nước lạnh chẳng hạn, ví dụ như về mùa hè hay là các bác luôn luôn phải tắm bằng nước ấm. Thế còn về mùa đông ấy, thì các bác có thể cảm thấy rằng mình sẽ lạnh hơn những người khác nhé. Thậm chí người ta không cần đắp chăn nhưng mà mình phải đắp chăn. Đấy, rồi các bác hay bị các cái triệu chứng như là hắt hơi, sổ mũi hoặc là hay bị ho. Ngoài ra thì còn có những cái cảm giác như là tim đập hồi hộp, rồi người rất là mệt mỏi như kiểu là ma làm ấy nhé. Người rất là mệt mỏi, có khi là lúc thì mệt mỏi, lúc thì không mệt mỏi, lúc thì rất khỏe, rất là bình thường. Rồi thì cái thang thuốc ấy nó có nhiều cách cái pha chế nhá. Ví dụ như là có những người ấy thì còn thêm những cái bệnh như là rối loạn tiền đình, nhiều người thì bị thêm cái chứng là ruột kích thích, ăn xong là sôi bụng rồi đau bụng, rồi nhiều người thì lúc nóng lúc lạnh và đau nhức toàn bộ cái phần xương khớp. Rồi có những người thì lúc nào cũng thấy là mệt mỏi, rồi có những người thì thấy mồ hôi ra thì thấy lạnh. Thì đây là các cái triệu chứng mà đang giới thiệu tới các bác và tới các bạn. Thì cái thang thuốc này là cái thang thuốc chung, thường ấy thì cái thang này là dùng cho những người lúc nóng lúc lạnh là một, rồi có những cái triệu chứng như là đau nhức xương khớp, thỉnh thoảng ớn lạnh, rồi mệt mỏi. Đấy. Và ăn uống thì cảm thấy không ngon miệng nhé. Thì những cái thang thuốc này đều dùng rất là tốt. Thì các bác nào mà chẳng may bị cái bệnh theo triệu chứng mà chúng tôi vừa nói trên thì các bác có thể thử dùng. Đối với những bệnh như thế này ấy, thì bên Tây y người ta sẽ gọi là rối loạn thần kinh thực vật hay rối loạn thần kinh tim nha. Nhưng mà đối với chúng tôi thì đây là cái bệnh nó thuộc cái chứng bán biểu bán lý của kinh thiếu dương. Thường thì dùng cái thuốc này chữa một thời gian là ổn. Thông thường thì các bác biết muốn biết là thuốc có hợp với mình hay không thì các bác lấy 10 thang, 10 thang. Các bác sắc uống. Sắc uống 10 thang mà sắc uống nhé. Thường thì cái thang thuốc này là phải sắc uống các bác. Chứ còn để chế ra thuốc hoàn thì cũng chế được nhưng mà nó khó. Còn nếu mà các bác nào mà không có thời gian sắc thì có thể đặt chúng tôi sẽ nghiền các bác thành bột nhé. Tuy nhiên rằng các bác vẫn phải sắc đun thì nó mới có tác dụng tốt. Thì thường nó dùng khoảng 10 thang mà thấy có tiến triển thì các bác lấy tiếp nha. Còn có đối với căn bệnh này thì là cái căn bệnh rất là khó chữa, nên là thường nó uống từ 20 thang, 30 thang, thậm chí là nhiều hơn thì căn bệnh nó mới dứt đi được. Thì tùy theo từng chứng bệnh, có những bác thì đi ngoài lỏng nát, có những bác thì đi ngoài táo bón, rồi có những bác thì cái lưỡi này nó màu trắng, có những bác thì cái lưỡi này nó màu vàng, rồi có những bác thì có những mùi mồ hôi rất là nặng, hoặc có những bác thì có những cái biểu hiện khác nữa. Thì tất cả những cái gì đấy thì nó gọi là chứng bệnh. Thì các bác nếu mà chẳng may mà bị cái chứng lúc nóng lúc lạnh hoặc bị bất cứ một chứng nào và các bác muốn cắt thuốc uống thì các bác có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 hoặc 0964 421 551 nhé. Thì chúng tôi xin giới thiệu về cái thang thuốc này như vậy. Các bác nào mà có nhu cầu lấy cái thang thuốc này thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345. Thế còn là các bác nào muốn liên hệ trực tiếp kỹ hơn chúng tôi nữa thì các bác cứ liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo với số đấy thì chúng tôi sẽ tư vấn nha. Các bác nào mà ở Hà Nội thì các bác muốn đến nhà chẳng hạn thì các bác cứ vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ trả lời cho các bác cụ thể hoặc là cung cấp cái địa chỉ cho các bác nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bác.